Xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 82 của cái bài số 7 hình bình hành, đúng không nào? Thì trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em bắt đầu từ bài 83 trở đi các em nhé. Ok, rồi chúng ta đi sang bài 83. Ta có đề bài của bài 83 các em. Cho hình bình hành ABCD. Như vậy thì ở đây người ta đã cho chúng ta cái tứ giác này là một hình bình hành rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tính chất cũng như là định lý về cái hình bình hành để chúng ta làm nhé. Ok, gọi EF theo thứ tự là trung điểm của ABCD. Như vậy thì chúng ta lấy E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Khi chúng ta đọc đề thì nhớ chúng ta phải vẽ được hình và nhìn hình và chúng ta mới chứng minh được. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE, chứng minh rằng EMFN là hình bình hành. Bây giờ thầy phải vẽ cái hình ra thì chúng ta mới thấy được, cho bây giờ đọc đề suông như này thì không thể nào thấy được, đúng không? Đầu tiên chúng ta nên vẽ cái hình bình hành ABCD trước, các em hiểu không nào? Ok, rồi anh em, thầy sẽ vẽ em xem. Hình bình hành thì đa số ai vẽ cũng được, có đúng không? Chắc chắn là như vậy, đúng không em? Vì từ to lên xíu nhỉ, vậy là nhỏ quá, hơi nhỏ không? Hình thì nói chung hơi to một tí thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn, dễ quan sát hơn và dễ thấy hơn, đúng không? Chứ mà quỷ có chút xíu đấy, nó chi chít thì chúng ta rất là khó thấy. Ta canh song song nhé. Đây người ta ký hiệu không? A, B, C, D. Được chưa? Gọi EF theo thứ tự là trung điểm của AB với CD. Như vậy E là trung điểm của AB. Trung điểm thì nằm chính giữa và chia cái đoạn này thành hai đoạn nhỏ bằng nhau, đúng không nào? E. Khi trung điểm ta nhớ ký hiệu hai cái đoạn này bằng nhau và người ta đánh dấu nó giống nhau nha. F là trung điểm của CD. Đây hai gạch thì đây hai gạch nha, đây một gạch thì đây một gạch, đã thể hiện hai đoạn này bằng nhau và hai đoạn này bằng nhau. Ok, gọi M là giao điểm của AF và DE. AF chúng ta nói lại, AF đây nghe, DE đây. Các em cứ làm mà vẽ theo yêu cầu của đề toán là được, cái đâu đó nào. Đây, đây chính là gì các em? Đây chính là M. Ok, N là giao điểm của BF và CE. BF đây các em. CE đây các em. Như vậy thì đây chính là N. Đó. Ok chưa nào? Thấy hình rất là rõ và rất là đẹp, đúng không? Rồi. Người ta yêu cầu các em là câu A này. Chứng minh rằng, thầy ghi tắt chứng minh rằng nhé, EMFN đúng không nào, là hình bình hành. Thì để chứng minh cái tứ giác này là hình bình hành thì theo các em cần phải chứng minh cái gì các em? Bạn nào biết? Chúng ta nên chứng minh một cái cặp cạnh đối của nó song song. Nghĩa là các em, nếu các em chứng minh được EN song song với gì? MF. Và gì? EM song song với NF. Thì coi như cái hình này, cái tứ giác này đã chính là hình bình hành. Các em hiểu không nào? Rồi bây giờ chúng ta nhìn ở trên hình này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em trước, rồi thầy mình ghi sâu, cho bây giờ mà không hướng dẫn mà đùng đùng ghi vào thì các em sẽ không hiểu, không hiểu gì hết nhá. Chúng ta nhìn trên đây. Ok, rồi các em nhìn trên hình thầy hướng dẫn này. Để chứng minh được cái tứ giác EMFN là hình bình hành thì các em sẽ chứng minh như sau. Các em đầu tiên các em sẽ xét giùm thầy cái tứ giác AFCE. Thấy cái tứ giác AFCE không nào? Như vậy thì ở đây các em có cái gì nè? Ở đây vì là gì? AB thì song song với DC, tại vì cái AB CB
Cái tứ giác ABCD này chính là hình bình hành, nên ta có AB song song với DC, nên ta suy ra AI sẽ song song với FC, là cái thứ nhất, được chưa? Mặt khác chúng ta có gì? AI thì bằng 1 phần 2 AB, CF thì bằng 1 phần 2 DC, mà AB thì lại bằng DC, nên ta suy ra AI sẽ bằng với CF. Như vậy thì hồi nãy chúng ta đã chứng minh được là AI song song với CF. Mặt khác chúng ta vừa mới chứng minh được là AI lại bằng CF. Như vậy một tứ giác nó có cặp cạnh đối ha, có cặp cạnh đối, nó vừa song song và vừa bằng nhau, thì suy ra cái tứ giác AFCE này chính là hình bình hành. Em hiểu nào? Khi nó đã là hình bình hành rồi thì chúng ta sẽ suy ra được AF sẽ song song với EC, hay nói cách khác là MF này nó sẽ song song với EM, EN. Em có hiểu chưa nào? Đó, chúng ta ký hiệu là 1. Bây giờ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xét giùm thầy cái tứ giác này nữa nè các em này, BFDE, và chúng ta làm tương tự, chúng ta làm tương tự giống như cái tứ giác AFCE, là chúng ta sẽ chứng minh được như các em EM song song với NF, nên cái tứ giác EMFN này chính là hình bình hành vì nó có một cặp cạnh đối song song với nhau. Các em hiểu không? Rồi, theo định nghĩa các em, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tiến hành chứng minh nha. Ở đây đầu tiên chúng ta xét cái tứ giác AFCE nha. Xét cái tứ giác AFCE, ta có gì các em? Ở đây ta có là AB song song với CD, cái này là giả thiết đi, hay nói cách khác là ABCD là hình bình hành. Có được chưa nào? Hay AB song song CD, hay là EF AE các em? AE sẽ song song với FC, có được chưa? Đó, mà chúng ta có là gì em? AE thì bằng 1 phần 2 AB ha? Đây cũng là giả thiết này em. Gì nữa em? CF thì bằng 1 2 CD, cũng là giả thiết ha? Mà ở đây chúng ta có là AB thì lại bằng CD, ABCD là hình bình hành ha. Đó, từ cái này chúng ta sẽ suy ra AE sẽ bằng CF, AE song song với FC, AE lại bằng CF, nên chúng ta sẽ suy ra cái tứ giác, AECF là hình bình hành. Đó nào, vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Các em hiểu không? Cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Đó, nên chúng ta sẽ suy ra AF sẽ song song với CE, hay nói cách khác ở đây là EN sẽ song song với FM, M ta ký hiệu thành đây là 1. Được chưa? Đó, như vậy thì chúng ta đã chứng minh được EN song song với FM hay là MF. Được chưa nào? Đây, em nhìn tí rồi chúng ta sẽ làm cái chỗ kia nhé. Cái hình cái tứ giác tương tự BFDE, chúng ta cần phải vẽ là cái hình ra nha, tại vì bây giờ thầy phải đẩy lên cho không thể nào mà quay vừa quay hình mà vừa viết cho em thấy được. Rồi bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ xét cái tứ giác BFDE mà chúng ta chứng minh giùm thầy cái gì các em? Cái cặp cạnh ở đây là EB song song với DF, đồng thời EB bằng DF, nên cái tứ giác này cũng chính là hình bình hành, nên ta suy ra được là gì? NF sẽ song song với ME, nên cái tứ giác EMFN này chính là hình bình hành. Được chưa? Các em hiểu không nào? Tiếp tục nhé. Chúng ta cũng xét cái tứ giác BFDE. Ta có ở đây chúng ta cũng là vì AB song song với CD giả thiết, hay ta có BE sẽ song song với DF. Được chưa nào? Mà ta làm tương tự như vậy các em,
BE thì bằng, em nhìn trên hình là các em sẽ thấy ngay ha, 1/2 AB theo giả thiết. DF thì bằng 1/2 CD theo giả thiết. Mà AB thì bằng CD, có đúng nào? Đó, đây là AB CD là hình bình hành, thì ghi tắt được chưa? Từ đây chúng ta suy ra BE sẽ sắp thành loại bằng DF. Ok, như vậy thì ở đây nó vừa song song vừa bằng nhau, nên chúng ta suy ra được cái gì ra? Nên chúng ta suy ra cái tứ giác BFDE là hình bình hành vì có cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Đó, nên chúng ta sẽ suy ra BF song song với DE. Và hay là gì em? Hay là EM song song với FN. Ta ký hiệu thầy đây là 2. Được chưa? Từ 1 và 2 chúng ta suy ra cái tứ giác, cái tứ giác EM FN là hình bình hành. Ở đây em ta ghi thầy là theo định nghĩa nhé, có một cặp cạnh đối song song, đó chính là hình bình hành, được chưa? Đó. Đây em. Các em có hiểu không nào? Ok, chúng ta đi sang cái câu B nha. Đấy mới câu A thôi nha các em. Rồi câu B. Câu B người ta yêu cầu các em chứng minh gì? AC. Đó rồi, AC đây, EF, MN đồng quy. Như vậy thì ở đây AC nè các em, đồng quy nghe cách nhau tạo một điểm nha. EF đó nè, MN chúng ta vẽ cái hình là chính xác thì chắc chắn nó sẽ cách nhau tạo một điểm này. Sự này tại O đây hả nè. Rồi như vậy thì thầy sẽ gọi ở câu B các em chứng minh ba đường này đồng quy, đồng quy tạo một điểm. Như vậy cách nhau tạo điểm đây các em, thầy gọi điểm đó chính là điểm O. Như vậy thì chúng ta gọi cái O đó chính là cái giao điểm của AC ha, AC với lại là EF cách nhau tại O đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái tứ giác AECF. Hồi nãy chúng ta đã chứng minh được nó là gì các em? Nó chính là hình bình hành, nên ta suy ra hai cái đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, có đúng nào? Của mỗi mỗi đường, nên ở đây chúng ta suy ra gì? OE sẽ bằng gì? OF, có được chưa nào? Mặt khác chúng ta cũng chứng minh được EMFN vừa mới chứng minh xong em, nó cũng là hình bình hành, có đúng nào? Nên MN này cũng, O này cũng chính là trung điểm của MN, có đúng không? Nó cũng chính là trung điểm của EF và nó cũng chính là trung điểm của AC, chứng tỏ này ba cái đường này cách nhau tại một điểm, đó chính là điểm O, nên ba cái đường này đồng quy tại O. Các em hiểu chưa nào? Đó. Rồi ok, sau khi thầy giảng xong này đấy, còn một tí nữa này không biết ghi cả đủ không các em này, không ta trình bày ngắn gọn thôi, gọi O là giao điểm ha, của AC và EF, được chưa nào? Cái tứ giác AECF là hình bình hành, nên chúng ta suy ra OE sẽ bằng OF, được chưa? Mặt khác cái tứ giác chúng ta vừa mới chứng minh xong đó chính là EMFN cũng là hình bình hành, có đúng nào? Đó là hình bình hành. Nên là gì? Nên hai đường chéo
cách nhau tại trung điểm của mọi đường. Chắc sợ không đủ quá nghe. Mọi đường, nên ta suy ra, ta suy ra được điều gì các em? MN nó đi qua cái trung điểm O của gì? Của EF. Có đúng không? Vậy đó. Vậy AC này, nhìn được các em? EF này, MN này, đồng quy tại đâu các em? Đồng quy tại O. Đồng quy tại O. Được chưa nào? Đó, câu B kìa. Rồi. Ta nhìn bài 83 lại một xíu. Hình vẽ em. Được chưa nào? Ok. Câu A được chưa nào? Các em nhìn chỗ tứ giác đây trước đi. Cho tới 1. Tới 2 nè, nhìn tới chỗ tới 2. Rồi ok. Được chưa nào? Và thì chắc có lẽ tới đây thầy xin tạm dừng nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em bài 84 trở đi. Ok. Rồi, nếu các em cảm thấy hay dễ hiểu thì nhớ click quảng cáo chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok, tại vì cái bài này nó khá dài. Nha các em nhé. Rồi. Chào các em nhé.